Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chia sẻ, Tuấn Khỉ chắc đã chắn đi Tuấn đến Khỉ. Bình Dương, Tây Ninh hoặc ra biên giới Campuchia. Và điều kỳ lạ hơn là trong quá trình lẩn trốn, Tuấn Khỉ vẫn không ngừng cập nhật status và lên tiếng chỉ trích cũng như thách thức công an Việt Nam. Theo nguồn tin, vào chiều ngày 1 tháng 2, có số điện thoại của